Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga và đi du lịch của Yogi Travel. Video hôm nay sẽ là hành trình khám phá núi lửa Bromo ở đảo Java, Indonesia. Và bạn nhớ đừng bỏ lỡ cảnh quay bằng flycam siêu đẹp ở gần cuối video này nha. Điểm xuất phát của hành trình sẽ là thành phố Surabaya. Mình chọn di chuyển bằng tàu lửa, rất là nhanh, giá rẻ mà lại khá là sạch sẽ. Tàu lửa sẽ dừng ở Probolinggo và khi xuống tàu, bạn chỉ cần đi một chuyến xe buýt rất ngắn và sẽ tới được ngôi làng nhỏ ở gần chân núi Bromo. Nếu đi Bromo mà không ngắm bình minh thì rất là thiếu sót. Bạn hãy nhớ ngủ sớm để dậy sớm và ngắm mặt trời mọc nhé. Lúc này là cuối tháng 8 và trời siêu lạnh luôn. Bạn có thể nghe thấy tiếng gió thổi phần phật bên mang tai. Lạnh teo luôn bạn. Hãy nhớ mang theo áo ấm, mang theo nón, khăn quàng và nhớ mặc đồ nhiều layer để chút xíu bạn dễ cởi ra. Và bạn bắt đầu hành trình tiếp theo là di chuyển qua chân của ngọn núi lửa Bromo. Sau chừng 30 phút, 45 phút di chuyển thì xe sẽ dừng ngay dưới chân núi lửa cho bạn đi bộ lên miệng núi. Ở đây người ta sẽ mời chào bạn cái dịch vụ thuê cưỡi ngựa dắt lên núi. Nhưng mà theo mình thì khoảng cách không quá xa, đường đi cũng không quá khó, bạn có thể hoàn toàn tự đi được. Nhớ mang theo khẩu trang vì gió thổi rất mạnh và cát bay rất là bụi. Và sau 20 phút leo lên, bạn sẽ tới được miệng núi lửa và nhìn thấy được những cột khói bốc lên nghi ngút từ dưới lòng chảo. Thậm chí là bạn nghe được cả tiếng sôi ùng ục luôn. Ngắm cận cảnh miệng núi lửa bằng flycam từ trên trời lần nữa nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi hành trình khám phá ngọn núi lửa Bromo của Yogi Travel. Nếu bạn thích video này, hãy bấm nút like và hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Hẹn gặp bạn vào hành trình kế tiếp, đó là Hồ Acid Yiyen.
tạm biệt mọi người.